Kính chào quý vị, tôi là phát thanh viên ảo Lan Trinh. Mời quý vị đón xem clip trên kênh STD hôm nay. Kính thưa quý vị, hình ảnh một con lợn trốn khỏi chuồng quỳ hai chân lê đến trước cửa chùa, một chú chim cúi đầu trước bức ảnh của Đức Phật. Những hình ảnh không khỏi khiến người ta ngạc nhiên và xúc động. Hai câu chuyện không khỏi khiến người ta liên tưởng đến sự tồn tại của luân hồi chuyển kiếp. Vào mùa xuân năm 2015, trong một lễ hội mùa xuân của người dân tại làng Vĩnh Gia, huyện Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, tất cả những người có mặt tại chùa đã được chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ. Vào thời điểm đó, các chư tăng trong chùa tiến hành lễ tụng kinh thì bất ngờ một con lợn từ đâu xuất hiện trước cửa chùa. Con lợn này quỳ xuống bằng hai chân và lê mình hàng tiếng đồng hồ cho đến khi vị sư trụ trì ra xem và tụng thời kinh sám hối cho nó. Sau khi được nghe thời sám hối, con lợn liền đứng dậy. Câu chuyện ngay lập tức được cộng đồng mạng quan tâm và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Một số người đưa ra những lý giải rất khoa học như con lợn có thể mắc một căn bệnh liên quan tới thiếu hụt vitamin E nên dẫn đến triệu chứng không đứng vững bằng bốn chân. Nhưng đa số những ý kiến khác, đặc biệt là những người được chứng kiến tận mắt cảnh tượng trên không cho rằng như vậy. Họ tin rằng đó là một chuyện tâm linh luân hồi chuyển kiếp, con lợn kia có tánh linh và nó đang cần cầu xin điều gì đó. Theo giáo lý đạo Phật dạy rằng chúng sinh do các thiện nghiệp và ác nghiệp đã tạo ra trong những đời quá khứ, tức là các đời trước đời hiện tại, mà sinh ra 6 loại trạng thái sinh tồn của sinh mệnh khác nhau, gồm có thiên nhân, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, được gọi là lục đạo. 6 con đường này đều là những con đường mà chúng sinh trong tam giới luân hồi chuyển sinh, mãi mãi ngục lặng sinh tử trong 6 con đường này. Đây chính là thiết lục đạo luân hồi. Khi chúng ta còn sống bôn ba làm ăn, bận rộn, sống vì tình, chết cũng vì tình, nên chính niệm thường mờ nhạt vô định. Trong khi theo đuổi các mong muốn thì sinh lòng ham dục, đố kỵ, làm những việc trái lương tâm, hoặc khởi ma tính, lừa dối, tà dâm, sát sinh trong khi tranh chấp xung đột, đều sẽ tạo nghiệp ác. Thế sự vô thường, sinh mệnh vô thường, một khi biến cố vô thường xảy ra thì sẽ phải chịu nỗi khổ của lục đạo luân hồi. Nhiều người có chung một quan điểm là con lợn này kiếp trước đã từng là người xấu, làm chuyện bại hoại khiến phúc đức hao tổn mắc nợ người khác, nên kiếp này có thể phải chuyển sinh thành lợn để trả nợ. Ông Hoàng, chủ nhân con lợn nặng 150 cân này cho biết, nó đã chạy trốn khỏi chuồng vào sáng 22 trong lúc đang chuẩn bị mổ lợn. Sau con lợn được nghe thời kinh sám hối, nó vẫn bị bắt lại và làm thịt như dự định. Trước thông tin này, cư dân mạng phản đối mạnh nhưng con lợn cũng đã bị mổ thịt. Sau này ông Hoàng mới hối hận vì không nên làm vậy với chú lợn đáng thương này. Đọc đến đây, nhiều người đã dội nghĩ sao Đức Phật, Ngài từ bi như vậy, sao không cứu giúp con lợn? Kỳ thực, con người chúng ta khó mà hiểu được thiên lý sâu xa. Đức Phật dạy chúng ta chuyển nghiệp là tu, vì chúng sanh khổ hay vui đều do nghiệp quyết định, không phải thần linh quyết định. Hết thảy những nhân duyên tao ngộ của chúng sinh đều là do nghiệp lực thiện ác chuyển hóa mà nên, tự làm tự chịu. Dẫu thần thông lớn đến mấy cũng không thể thay đổi phép tắc nhân quả được, bởi vậy chú lợn này bị mổ thịt cũng được xem như trả nợ xong một khoản nợ, đời sau có lẽ sẽ tốt hơn. Mong rằng đời sau của nó đủ phước duyên được làm người và có duyên được gặp chánh pháp. Nếu như chưa chuyển được nghiệp lực mà phải đọa tiếp làm súc sinh, lại phải chịu đựng 5 loại khổ: nỗi khổ ăn thịt lẫn nhau, nỗi khổ do ngu si ám chướng, nỗi khổ chịu nóng lạnh, nỗi khổ chịu đói khát, nỗi khổ bị khai thác đọa đày hoặc sai làm việc nặng. Hãy tưởng tượng bạn tái sinh làm một loài thú trong tự nhiên. Cuộc sống của bạn không hề tự do như bạn nghĩ. Thực tế, các loài thú không lúc nào thảnh thơi vì phải chiến đấu sinh tồn, vừa lo kiếm ăn qua ngày vừa đề phòng bị kẻ khác ăn thịt. Nỗi khổ đói khát khi bạn không kiếm được thức ăn cũng không thua gì loài ngã quỷ. Tôi nghĩ trong một thời khắc cận tử nghiệp, con heo này đã ngộ và nhớ lại tiền kiếp khi nghe được tiếng kinh kệ, nên mong cầu được một lần cuối, được quý lại sám hối để cầu mong thoát kiếp súc sinh. Một câu chuyện khác tương tự xảy ra tại một ngôi chùa ở phía nam Trung Quốc. Trong một buổi nghe trụ trì thuyết giảng, chư tăng bổn tự thấy bất ngờ từ đâu bay đến một chú chim bồ câu cúi đầu kính cẩn trước pháp ảnh của Phật Thích Ca Mâu Ni. Cảnh tượng này khiến những người chứng kiến không khỏi ngạc nhiên. Không chỉ có chim biết lại Phật mà chuột cũng biết kính Phật. Vào năm 2013, tại thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm, hay còn gọi là chùa Cái Bầu, thuộc xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, bỗng xuất hiện một chú chuột kỳ lạ, không biết từ đâu đến, rồi chạy vào sân chùa, đứng thẳng người trên hai chân sau, hướng mặt vào cửa nhà chùa và chắp tay vái lại Phật lia lịa. Theo một số người cho biết, chú chuột kỳ lạ này rất dạng, không biết sợ như những con chuột bình thường khác. Khi có người, chó, thậm chí cả mèo đến gần nhưng chú vẫn tỏ ra bình thản và cứ chắp tay lại và lại trong lúc tiếng tụng kinh niệm Phật ở chùa vang lên. Trong lục đạo luân hồi, chúng ta trong đời quá khứ không biết bao nhiêu lần thọ thân giống như chúng vậy.
Tôi đã có lần nghe người ta than rằng, tôi làm người mà cực khổ như vậy còn thua con chó, hà làm con chó cho nó sướng thân. Phật dạy rằng, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Vì sao Đức Phật lại dạy thân người khó được? Chúng ta đã là người rồi, tại sao lại còn khó được? Do đó, ở đây cần phải hiểu rằng khó được không phải là khó cho thân hiện nay mà là khó cho thân mai sau của chúng ta. Khi thân đời này không còn nữa thì liệu kiếp sau ta có còn được là thân người nữa hay không? Hay lại bị đọa vào các đường ác như phải mang lông đội sừng như heo, như chim, như chuột? Đó là điều ta cần suy nghĩ. Theo giáo lý của Đức Phật, thân con người ta tồn tại trên cuộc đời này chỉ là một giai đoạn rất ngắn ngủi, nhiều lắm chỉ trong khoảng 100 năm so với toàn bộ cuộc sống của người đó từ vô thủy kiếp trước đây và còn mãi mãi về sau này. Từ ngàn xưa đến nay, trải qua ngàn đời, các sinh mệnh trên thế gian cứ chịu theo đức nghiệp của bản thân mà luân hồi chuyển thế, cũng từ đức nghiệp mà an bài vận mệnh của một đời. Người đức cao dạng điều thuận lợi, kẻ thất đức chịu khổ vô biên. Người xuất gia hay rất nhiều người cao niên vốn đã trải qua bao ngọt đắng trong đời, họ đều hiểu được rằng làm thân người vốn không phải để hưởng thụ cuộc sống, mà uy nguyên sâu xa nhất chính là tu tâm, hoàn trả nghiệp đạt được các cảnh giới cao hơn của sinh mệnh. Là người sao có thể tránh khỏi những lúc khó khăn, buồn khổ, nhưng xin bạn nhớ rằng chỉ cần bản thân luôn sống thiện lương, tích đức hành thiện, tránh xa điều ác, gặp điều tốt thì mừng cho người, mừng cho mình, gặp chuyện Phật lòng thì hãy bình tâm đón nhận, đối đãi bằng tâm thái tích cực. Làm được như vậy ấy chính là người không tu trong đạo, mà đã ở trong đạo. Cuộc sống có nhiều biến cố đến, nhưng nếu trong tâm giữ được sự tĩnh lặng bình thản thì sóng gió kia cũng chỉ là hoàn cảnh để bạn thành tựu bản thân mình. Cổ nhân đã dạy rằng ai muốn biết nhân xưa, xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây. Muốn biết quả báo sau này, xét điều tội phước ta nay đang làm. Vậy hiện ta đang làm thiện hay làm ác, thì tương lai ta đã định một con đường do ta đã chọn. Đừng than trời trách đất nữa nha. Cảm ơn quý vị đã xem clip của chúng tôi, và xin hãy bấm like và subscribe trên kênh để nhận thông báo clip mới. Phát thanh viên Ngọc Trinh xin kính chào và hẹn gặp lại ở clip sau.